đây là bộ một chén trứng chỉ. Trứng chi đỏ. À, tại sao gọi trứng chi đỏ? Bởi vì cái ở trên vườn nấm có những kiểu đường chỉ như này, màu đỏ này. Đây này. Đây, gọi là trứng chi đỏ. Và có một loại trứng không chỉ nữa. Đây là bộ một chén không trắng đen, hay gọi là ấm từ xa. Như các bạn đã nhìn thấy, đây là một bộ đầy đủ gồm phụ kiện 4 món và một bộ 6 chén 7 đĩa. Đây là chiếc chén này, thế rất độc đáo này. Trong ấm, không trắng men này. Ấm này dung tích khoảng 300ml nước nhé. Đây là phụ kiện 4 món này. Cá tán rời này, hũ chè này, ống tăm này. Bộ đầy đủ như này thì chúng ta để trên bàn rất là đẹp. Bạn thể nhìn từ trên xuống một lượt này, nhìn góc chéo này, nhìn từ dưới lên này, rất đẹp đúng không ạ?